Thưa quý vị và các bạn, sau một ngày khá nắng và nóng, đến tối và đêm nay, Hà Nội sẽ quay trở về với tiết trời thu mát mẻ, thậm chí còn đôi chút se lạnh với nhiệt độ hạ thấp xuống còn khoảng 21 đến 22 độ. Sang đến ngày mai, thời tiết thủ đô tương tự như ngày hôm nay khi có nắng sớm và khá gay gắt, độ ẩm hạ thấp xuống chỉ còn khoảng trên dưới 50%, làm không khí khô, nóng, khó chịu. Ban ngày nắng nóng là vậy, nhưng chỉ cần tắt nắng là nhiệt độ sẽ hạ nhanh xuống còn 22 đến 23 độ vào chiều tối và đêm. Vào những ngày này, chỉ số tia UV thời điểm giữa trưa đạt mức 9, mức rất có hại cho sức khỏe. Người dân phải đề phòng trang bị mũ, kính hoặc áo chống nắng cho bản thân mỗi khi đi ra đường. Hình thái thời tiết này sẽ kéo dài đến hết ngày mai. Từ thứ ba trở đi, ban ngày trời nhiều mây, có mưa rào rải rác, nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 27 đến 28 độ. Sau đây sẽ là thời tiết chi tiết các khu vực Hà Nội trong ngày mai. Khu vực phía tây thành phố, từ Phúc Thọ, Đan Phượng đến Hà Đông, Chương Mỹ, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Hình thái thời tiết này cũng sẽ diễn ra tại phía Nam, từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức với nhiệt độ phổ biến từ 21 đến 31 độ. Khu vực Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Vùng núi Ba Vì và Sơn Tây, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tại trung tâm thành phố Hà Nội, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Còn bây giờ là phần dự báo thời tiết của Hà Nội trong 3 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin chào và hẹn gặp lại!